Ok, chúng ta đang có một cái nhà chiến lược, một bộ não về đầu óc chiến lược rất là đặc biệt của chúng ta, và chúng ta hãy cùng nhau để chào đón anh Werner Kaiser, một người rất thích du lịch, một người rất có một cái bộ óc và thông minh, và chúng ta hãy thả tim thả hoa tặng anh ta trong phần chat được không ạ? Great. Yeah. Thank you for the invitation. Great that we have the possibility for this call. Cảm ơn anh chị, rất rất là biết ơn chúng ta đã có cái cơ hội để mình ngồi nói chuyện với nhau trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Of course, I don't know what you have spoken before already. So, which topics you was looking already in? Hồi nãy giờ là anh Mark nó chia sẻ với ta về những cái chủ đề, những cái điều rất là tuyệt vời mà chúng ta đã cần phải nghe rồi. So, but like Marcus said, possibly we can look a little bit forward. What could happen in the next months and years? And I think that's a good idea to do. Và chúng ta có thể nhìn luôn là nói về cạnh mảng chiến lược đó, chúng ta sẽ nhìn vào cái sự phát triển của thị trường một vài năm tới, một vài tháng tới, hay là năm tới, để ta biết được rằng là những cái chiến lược mà ta ứng dụng như thế nào. So first of all, because Mark have asked me for it, so just to say a few words about myself. Và bởi vì anh Mark cũng nhờ tôi, thành thử ra tôi cũng sẽ dành một chút xíu thời gian để giao lưu với các anh chị ha. Tôi xin được giới thiệu chút xíu bản thân mình trước. Born in Austria, in the mountains. Tôi sinh ra ở nước Áo, ở trên vùng núi của nước Áo. In the meantime, 42 years old, so I know it looks like 20. Bây giờ thì nhìn tôi là gần như 20 tuổi, nhưng thực ra là tôi bốn mấy tuổi rồi. So basically, I am not the crypto guy, or I was not the crypto guy, let's say like that. Một điều thẳng thắn luôn, tôi không phải là cái người xuất thân là một người chuyên gia về đồng tiền kỹ thuật số. So basically, 5 years ago, I was going to my retirement. Chính xác là khoảng 5 năm trước thì tôi đang chuẩn bị để nghỉ hưu, chuẩn bị nghỉ hưu. Because many years I've done a lot, I've seen a lot, so I was very fine, or I'm very fine anyway. Nói chung là bởi vì tuổi trẻ cũng chịu khó vất vả, thành thử ra cũng để dành đủ để mà nghỉ hưu sớm. But of course, a lot of people have called me all the time to have a look on this and on this and the next sensation, the next revolution, something like that. Nhưng mà có rất là nhiều bạn bè chiến hữu cứ suốt ngày gọi điện thoại kêu là anh ơi, anh coi thử cái này chiến lược nó sao, anh ơi coi thử định hướng này sao, anh ơi coi thử dự án của em nó là sao. And of course, I was interested all the time what's going on outside there, so the most things I had to look on it. Và bởi vì thật sự mà nói thì từ chối nhiều lần thì cũng không được, thành thử ra đôi lúc cũng phải có những dự án rất quan tâm, rất đáng để nhìn. Thì tôi cũng đã nhìn một vài dự án, đã quan sát một vài dự án và nghiên cứu một vài dự án. And a lot of these concepts, what people have shown me over the last years, had something to do with crypto. Và có rất nhiều dự án trong thời gian vừa qua người ta chia sẻ với tôi nó đều liên quan với đồng tiền kỹ thuật số hết. But I had no idea about crypto. Nhưng mà thật sự là nghe đồng tiền số là như vịt nghe sấm mà không biết nó là cái gì. So of course I have purchased many years ago my cryptos, but I never have done something with it. I was just a holder. I just had it, but I have no knowledge about it. Và thực ra thì tôi cũng đã từng tham gia, nó gọi là không biết gì thì cũng không đúng, cũng đã từng tham gia mua trữ cái này trữ cái kia rồi, nhưng mà để hiểu về nó, hiểu về cách vận hành của nó thì tôi chưa thực sự hiểu. So for that reason, when I look back now, it was a big luck that it was like that. I have treated everything what the people have shown me on the same way. Thế thì bởi vì mình nhận thấy rằng là thời điểm đó là tôi đang bị thiếu rất nhiều những cái thông cập nhật, và khi mà người ta đưa ra những câu hỏi để mà giúp đỡ họ, để mà đưa ra những cái lời khuyên, thì buộc lòng tôi phải tìm hiểu rất sâu về cái mảng này để có thể đưa ra lời khuyên chính xác nhất. So that means I not have said, it's crypto, so everything is different. No, I have treated it like every other business. Nhưng mà khi nói về vận hành, về chiến lược thì không phải là cứ nói là crypto nó sẽ khác biệt, không phải. Cái gì cũng vậy, liên quan đến kinh doanh thì kinh doanh nào cũng như kinh doanh nấy thôi, nó đều phải có thông qua những cái chiến lược khác nhau. So I had my checklist with me and I go all the time through my checklists, through my specific questions which have to get answered. Và tôi đưa ra một cái danh sách của những câu hỏi, lúc nào cũng vậy, tôi làm công việc gì tôi cũng phải viết ra những cái điều đó. Nó là một rất nhiều những câu hỏi mà tôi cần phải tìm ra câu trả lời. So and basically after I was going through this checklist over all these years where the people have shown me things in crypto and next sensation, whatever. Và tôi thấy rất nhiều người họ chia sẻ những cái dự án, những cái dự án như là chờ sự kiện tiếp theo trong năm tới, rồi cái dự án khổng lồ trong năm tới, rồi ABCD, những cái gì đó nó có vẻ rất lớn trong tương lai. Based on my checklists, nothing what they have shown me over so many years, from my point of view, was good enough to go for.
Và dựa trên những cái gì mà tôi tìm hiểu, dựa trên những cái câu hỏi tôi đặt ra và dựa trên cái việc mà tôi đã so sánh những cái điều tôi tìm hiểu với lại cái dự án mà anh Mark chia sẻ với tôi, thì tôi quyết định rằng là tôi sẽ đi làm việc và cộng tác cùng với dự án của bên anh Mark. Because the most things just were visions. So somehow, somewhere, it should happen, but nobody could explain exactly how. Thật ra khi nhìn những dự án khác khi nó là đây là những cái dự án mà nó sẽ xảy ra ở đây nè, xảy ra ở kia nè, giống như là cái nhà này sẽ được xây dựng ở chỗ đó đó, nhưng mà họ không nói rõ là xây như thế nào, làm như thế nào, làm cách nào để mình tiến được cái chỗ mình muốn tiến đến. So until I was coming to that one where we were talking about. Cho đến khi tôi gặp anh Mark và nghe những cái gì mà anh Mark đã chia sẻ với các anh chị em. So basically, there are three reasons why I have said, okay, I'm completely back. Và tôi nói là có ba lý do để tôi có thể phải nói là tôi sẽ rất nghiêm túc với là cái này. The first thing was, in the moment where I have understood it, all these puzzle pieces, that it's a masterpiece. Và nói luôn đó là cái thời khắc đầu tiên nhất, một cái điểm bùng phát khi mà tôi đã tổng hợp tất cả những cái thông tin kiến thức mà mình tìm hiểu được và những cái gì mình đã nghiên cứu được cũng như những cái kiến thức về kinh doanh và tổng hợp lại dựa trên những gì anh Mark nói, tổng hợp lại gần như là một bức tranh hoàn hảo, một cái kiệt tác về kinh doanh. The second reason was my checklist was first time nearly on 100%, which has never happened before. Và thứ hai nữa là một cái điều tôi đã xảy ra, đó là gần như những cái thắc mắc của tôi và những cái điều yêu cầu về tiên quyết của tôi trong cái danh sách những việc mà cần phải làm để phát triển doanh nghiệp thì có thể nói luôn ở trong đây nó có gần như 100%. And the third reason was I was coming to this whole thing on a very special way. Phải nói luôn là đây là một điều rất đặc biệt khi mà cái dự án này tiếp cận với tôi. So 20 years long I was traveling all around the world, have lived a few years in Hong Kong and there and there. 20 năm làm việc kinh doanh là tôi đi khắp nơi trên thế giới, đi qua Hồng Kông, đi qua nước này, đi qua nước kia và mỗi quốc gia như vậy tôi đều ở lại để làm việc. And so over this whole time frame I had to do it all the time with programmers, with people from IT. Và trong suốt thời gian đó thì tôi cũng đã phải làm việc với rất nhiều những cái đội ngũ, những người làm công nghệ thông tin ở rất nhiều nơi trên thế giới. So of course I'm not an IT guy, as so I'm not that technical understanding. Sorry, I just missing some So I noise. myself, I'm not an IT guy. I'm not don't have a deep technical understanding. Các chị hiểu luôn, mặc dù tôi làm việc rất nhiều với đội ngũ IT đó nhưng mà tôi cũng không phải là một cái chuyên gia về công nghệ thông tin để mà có thể hiểu hết tất cả những cái liên quan đến công nghệ thông tin. But over all these years, I have developed, from my point of view, a very good feeling for what is good and what is not good. Nhưng mà tôi có thể có một cái cảm nhận và dựa trên những kiến thức mình biết được, tôi có thể phân biệt cái nào tốt và cái nào không tốt. So, in a few years ago, I was coming to a programmer where I have thought to myself, this guy is an absolutely genius. Và trong một vài năm trước thì tôi đã tìm kiếm một cái người làm về IT, phải nói luôn đây là cái người mà tôi phải tìm kiếm rất lâu, mặc dù tôi biết anh này nhưng mà để tìm kiếm để anh liên lạc với anh để mời gọi thì nó không không đơn giản bởi vì đây là một cái người thiên tài về máy tính. And of course, I know that a lot of people are using such words very inflationary. Tôi biết rằng là có rất là nhiều người dùng cái chữ thiên tài máy tính cho rất là nhiều người giỏi máy tính nhưng mà một cách hơi bị bừa bãi. But for me, it was like that. Nhưng mà đối với tôi cái thứ khi mà tôi dùng một chữ thiên tài máy tính thì người đó phải cực kỳ giỏi. So that the moment that I have realized that he, years later, that he is the guy who is the chief architect of this whole thing that we are talking about. Và điều ngạc nhiên nữa là khi mà tôi tìm đến cái dự án này tôi rất ấn tượng khi biết rằng cái người là mà cái người IT mà tôi rất là ngưỡng mộ đó, anh ta là người xây dựng lên, cấu trúc lên toàn bộ cái cấu trúc của cái hệ thống phát triển kinh doanh và hệ thống hệ thống máy tính tại phần mềm tại dự án này. Then I've said, okay, I have to be in. It only can be spectacular, and it is spectacular. Và nó làm một lần nữa tôi cảm thấy rất tin tưởng, tôi nói là dự án này nó chỉ có từ tốt và tốt thôi, nó không có nào thấp hơn được đâu. So since then, of course, I had to learn a lot about crypto, about this, about this, about this. Nhưng mà tất nhiên tôi đã biết rằng là tôi đến đây và tôi phải bổ sung rất nhiều kiến thức về crypto, về đồng tiền kỹ thuật số và rất nhiều những kiến thức khác. And the more I have understood,
Và khi mà tôi đã hiểu hơn về cấu trúc, cái cách thức vận hành của những cái đồng tiền kỹ thuật số. more it was getting clear to me, what we have in our hands here right now is something what nobody have done before. So it's an absolutely masterpiece. Thì tôi lại một lần nữa chắc chắn rằng cái mà chúng ta đang nắm trong tay đây các anh chị em là một cái tác phẩm về kinh tế mà chúng ta không phải lúc nào cũng nhận được trong cuộc đời của mình đâu. And possibly the most important thing, everything what we are talking about is based on reality. Và tất cả những gì mà chúng ta nói đều dựa trên cái sự thật. So it's not just a vision or something like that. We are in the middle of the procedure. Ở đây mình không có nói về cái chuyện là tầm nhìn tương lai vĩ mô hay dự đoán, mà mình nói về những cái mình đang làm được và đã làm được. So a lot of things are activated already, and a lot of things will be activated in addition in the next weeks and months. Và những cái gì mình tuyên bố đây là những cái điều mà nó sẽ đã, một là đã được kích hoạt rồi, đã được xử lý rồi, đã được triển khai rồi, hoặc là nó sẽ được triển khai trong thời gian là 1 tuần hoặc 2 tuần tới. And of course, I know that in the beginning, if someone have a look on it first time, Và tôi biết rằng là đôi khi cái dự án này một số ai đó nhìn vào nó lần đầu tiên. sometimes the people need a little bit time, like it was for myself, to really understand what it is in total. Giống như tôi vậy đó, nhìn một lần đầu tiên thì để mà hiểu hết tổng quan của nó, hiểu hết tất cả một cái thì cũng chưa đâu. Because when it goes through the presentation, you see there are a lot of different things inside. Virtual IBAN, decentralized exchange, and this and this and this. Ha, và nói luôn là nếu như chúng ta mà nghe lần đầu tiên vào đây mình nghe nó quá nhiều cái luôn, quá nhiều chiều hướng, quá nhiều thứ khủng khiếp luôn, nào là cái sàn rồi, nào là stake rồi, nào là ABCD, nào là máy bay, nào là tùm lum tùm lá hết. And each of these puzzles is so strong because you can see it like a puzzle piece. Each of these puzzles is so strong that you could make out of that already additional things. Những cái chỉ biết mà để mà làm được những cái gì để mà biến thành một cái kiệt tác về kinh tế thì tất cả mọi cái sự tập trung vào nó phải thật sự là rất lớn. So, but basically, all these puzzles are needed to make that happen what nobody could reach before. Và chính vì đó mà tôi khẳng định luôn, để mà cái kiệt tác kinh tế này nó vận hành được thì chắc chắn luôn nó đòi hỏi một lực lượng IT và một số lượng công sức đổ ra rất là lớn, mà chắc chắn một điều nữa là sẽ không có bất kỳ một dự án nào khác có thể làm được. And this is to create a procedure for an automated tokenization process. Và nó sẽ tạo ra một cái quy trình hoạt động để cho tất cả chúng ta đều có thể làm việc được. And for sure you have seen also in the presentation the forecast from the World Economic Forum about tokenization. Chúng ta cũng thấy luôn là những cái trích dẫn của chúng ta trong cái bài thuyết trình có trích dẫn ra về cái sự tiên đoán về cái ngành mã hóa tài sản từ trên một cái trang là Business Forum, nó tiên đoán về ngành này như thế nào. They say until the year of 2027, around 24,000 billion. Họ dự kiến rằng là đến năm 2027 thì cái doanh số mà tạo ra từ cái ngành tokenization này nó sẽ đạt cái mức độ khoảng chừng là 24.000 tỷ đô la Mỹ. And this is just the appetizer. So in 6 years, it's not over the tokenization, it's just have started. Nhưng mà cái này chỉ mới là quảng cáo thôi nha. Họ cũng không hình dung được rằng là chúng ta đã bắt đầu cái hành trình đó từ từ một vài thời gian trước rồi, chứ không phải đợi đến cái năm 2027 mình mới làm. And when you are the first one, and it looks like that right now, when you are the first one who bring in process for automized tokenization on the global market. Nói một cách nhấn mạnh hơn, chúng ta là công ty đầu tiên trên thế giới đang nhắm đến cái việc là tự động hóa token, mã hóa tất cả những cái tài sản trên toàn thế giới. Then of course there is no limit anymore. Nói cách khác, chúng ta không có giới hạn về cái việc là mình sẽ mã hóa cái tài sản nào. And this is also the reason why we are getting joined all the time now from so interesting people. Và chính vì vậy nó sẽ tạo ra cái sự hưng phấn và quan tâm của rất nhiều người. And I don't speak now from the network side. I speak from the organization side and the background. Ở đây là tôi không có nói về cái hướng và làm về network nha. Ở đây đang tập trung nói về cái hướng của những nhà lãnh đạo. Họ ngồi xuống và họ bàn với nhau. And I'm not so easy to impress because I also know a lot of interesting people.
Và phải nói luôn cái điều này nó làm cho rất nhiều người lãnh đạo họ quan tâm và họ thích thú với cái ý tưởng này. But I am impressed because when you look many times in Dubai right now and then you look which people are coming into the door, it's unbelievable. Và tôi ấn tượng rất nhiều khi mà nhìn thấy lực lượng những cái người làm doanh nghiệp, những người tài phiệt họ bước qua cánh cổng, họ đến đây họ gặp để mà họ tìm hiểu về dự án. People from the real economy. Những người mà họ đến từ những cái nền tảng tài chính thật sự là khổng lồ. Because all of them right now searching a way to enter this industry of tokenization. Bởi vì tất cả những người đó họ đang tìm cái cách nào đó để họ bước vào cái thế giới của việc mã hóa tài sản của họ. Because the super successful people, they know of course what are the next trends, where they should go in. Bởi vì sao ạ? Bởi vì những người giàu có họ thừa hiểu rằng là cái xu hướng của thế giới trong thời gian sắp tới sẽ đi về đâu. But currently, a lot of them don't know how to do it because the whole world is talking about tokenization, but basically, very less people know about it how it's really to do. Nhưng mà không phải người nào cũng biết cách làm. Người ta biết cái hướng đi đó, nhưng mà họ đang tìm cách đi như thế nào, chứ không phải ai cũng biết cách đi. Because in tokenization, a lot of money is involved. Bởi vì ở trong cái việc là token hóa tài sản thì có rất nhiều vốn cần phải bỏ ra. And when a lot of money is involved somewhere, then a lot of interesting people are coming in. Và chính vì là có rất nhiều vốn phải bỏ ra, thành thử ra có rất nhiều nhà tài phiệt sẽ quan tâm. Because those people understand, of course, that you can scale this tokenizations to a scale which is not even, to understand right now, because the industry just have started. Bởi vì họ hiểu điều rằng là đây là một cái cơ hội rất lớn. Khi mà họ nắm bắt được cái công nghệ, họ nắm bắt được cái phương pháp thì đó sẽ là một công nghệ rất lớn để họ có thể khuếch trương cái giá trị tài sản của họ lên. So for sure, you have seen around 1 month ago this special event in the Burj Khalifa where we were displayed there and Và chúng ta thấy luôn là vài tháng một không tới một vài tháng thế đâu một một thời gian là gần gần một tháng trước đây chúng ta sẽ thấy là ở một cái sự kiện ở bên Dubai sẽ có rất nhiều những cờ sao rồi người ta tập trung đến đó để mà người ta nói về cái dự án này. This was a great thing, not just to be there, also be allowed to be there. Thực ra cái điều hấp dẫn là anh chị, điều hấp dẫn là không phải là chúng ta đến được đó, mà cái điều hấp dẫn là chúng ta đến được đó, chúng ta có được phép đi vào trong những cái sự kiện hay không. Because this is not just something what you can pay. Also when you would have the money and say, I want to be there. No. Ở đây không phải là cái vấn đề một cái buổi hội họp mà chỉ cần bỏ tiền để là vào được, không phải là nói tôi có tiền tôi mua vé tôi vào, không phải, không được. That's their Burj Khalifa. That means that have to go to the highest instances to get the approval. Okay, you're allowed to do it. Bởi vì họ làm liên quan đến cái gia đình hoàng tộc bên đó, thành thử ra để mà vào được dự cùng với hoàng tộc thì chúng ta phải chứng minh là chúng ta có cái gì liên quan đến cái hoàng tộc đó. And before, and this was even more important, Một điều quan trọng nhất chúng ta cần phải biết there was a very special meeting. đó là cái buổi họp rất đặc biệt. More than 40 family offices all over the world were coming in. Có khoảng chừng là hơn 40 cái gia đình về nắm giữ cái tài sản lớn nhất trên thế giới họ đến đó họ tham dự buổi nói chuyện. People with massive influence. Những người mà có cái sức ảnh hưởng khổng lồ. Because they want also to enter this industry of tokenization. Bởi vì họ cũng muốn tham gia vào cái ngành phát triển này, cũng muốn tham gia vào cái ngành là token mã hóa tài sản này. So that means the interest outside there in the global market is super high. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái việc họ đang rất quan tâm, rất 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 quan tâm vào cái việc mã số hóa tài sản trên toàn cầu. So, and we are, when we look to tokenization, to the processes, nearly ready to go now. Và khi mà chúng ta nhìn vào cái ngành công nghiệp mã hóa tài sản thì chúng ta là một đơn vị đã sẵn sàng để đón nhận họ. And this only way like no other one can do it right now on the optimized process. Và về góc nhìn nào đó thì không phải là có nhiều cái người có thể làm được chuyện đó, gần như chúng ta là một cái công ty duy nhất có khả năng làm được cái điều đó. So this will mean that there is massive potential in all directions. Nói cách khác là gần như tất cả mọi hướng mà chúng ta sẽ phát triển trong tương lai nó đều mang đến những cái tiềm năng khổng lồ. So we will see where it goes.
và chúng ta sẽ cùng xem là công ty chúng ta sẽ đi về đâu ha. So a lot of things, of course, now in Dubai on the Sapphire event represented. Và tất nhiên hiện nay đang rất nhiều việc đang xảy ra ở Dubai, rất là nhiều cái điều tích cực đang xảy ra ở Dubai. So I think Mark have given me already all these updates, what we have seen there, what has happened there. Tôi nghĩ là nãy giờ anh Mark nói hết với chúng ta về những gì đã xảy ra, những cái cập nhật mới nhất của thị trường rồi. So step by step it goes forward. Và từng bước chúng ta sẽ tiến về phía trước. So more products, more services, step by step. Nhiều sản phẩm hơn, nhiều dịch vụ hơn sẽ được phát triển ra từng bước một đưa ra công chúng. And what is important to understand, what we have done together until today was just the preparation of the field. Và tất cả chúng ta hiểu rằng là cái ngày hôm nay chúng ta đang làm chỉ là cái bước chuẩn bị cho một cái cơn sóng rất lớn sắp sửa đổ bộ thôi. So we have brought in the meantime in the market around 110,000 masternodes. Chúng ta mới vừa triển khai ra khoảng chừng hơn 100,000 masternode thôi. So that means we have sent that the whole system already in a maximum of decentralization. Nói cách khác là chúng ta đã sẵn sàng để đón nhận một cái hệ thống rất lớn, khổng lồ, massive luôn, những cái dự án mà sự token hóa. And this is now a basic requirement to add other things on it. Đó chỉ là những cái điều kiện tiên quyết và cơ bản để có thể đặt những cái nền móng khác ở phía trên đó thôi. And anyway, you know that everything is built all the time decentralized. Và một điều nữa mình nhớ luôn ha, cái tập trung hướng đến đó là một hệ thống phi tập trung. Which is a very important topic. Đó là một cái chủ đề rất quan trọng khác. As I think not everyone it's sometimes clear what is the difference between centralized and decentralized. Có rất là nhiều anh chị em sẽ không có hiểu cái sự khác biệt giữa cái tập trung và cái phi tập trung là nằm chỗ nào. So centralized means one instance or few instances decide for others what they can do, if they're allowed to do it, how they can do it. Mình nói tập trung ha, tập trung là một cơ quan, một tổ chức, một đơn vị, một cá nhân hoặc là một vài cá nhân nào đó sẽ đưa ra toàn bộ quyền quyết định cho một cái hệ thống phía dưới phải làm theo. Decentralized means all users are on the same stage and everyone can decide for himself in his own sovereignty. Còn phi tập trung là gì? Phi tập trung là tất cả mọi người tham gia vào cái nền tảng đó đều ngang hàng với nhau và họ đều có quyền quyết định cho cái hướng đi và cái sự phát triển của toàn bộ những gì mà họ mong muốn nó phát triển. That means it brings back freedom to the people. Nói một cách khác, đây chính là một hình thức vận hành mang đến cái sự tự do cho mọi người. And I think this is the highest value what you can bring to society. Và đó chính là cái giá trị cao nhất mà chúng ta có thể mang đến cho xã hội. Yeah? And this is just one aspect of it. Decentralization, tokenization, staking, all these things which get started now step by step. Và tất cả những gì chúng ta nói nào là phi tập trung, nào là mã hóa tài sản, nào là tokenize, nào là staking, tất cả đều là những bước khởi đầu để chuẩn bị cho một cái gì đó rất lớn trong tương lai, từng bước một phát triển ra. So that means we are building up an environment where everyone can decide for himself, I like this one, I like this one, I like this one. Chúng ta xây dựng một cái hệ sinh thái mà tất cả mọi người đều có thể đưa ra quyền quyết định là họ sẽ muốn cái gì, họ muốn cái này, họ muốn cái nọ, họ muốn cái kia. But everything is backed up by reality. Nhưng mà tất cả đều được chống lưng bởi một việc, đó chính là sự thật. And massive potential. Đó là một cái tiềm năng rất lớn. So that means everyone here have a very strong foundation. If you want to build up a business with Sapphire, for example, a very strong foundation to go forward. Và nói cách khác là các anh chị em ở đây, tất cả những người nào trong tương lai và hiện tại muốn tham gia với lại Zenix, thì chúng ta đã lựa chọn một cái nền tảng rất vững chắc, rất khổng lồ để tiến về phía trước. And of course, these volumes, what can be done here with tokenization and everything, I know by myself, no other business where this would be possible. Và rõ ràng luôn, đây là điều rất là tuyệt vời cho bản thân tôi, bản thân các anh chị em mà tôi biết điều rằng là những cái dự án ngoài kia họ chưa làm được cái việc như vậy đâu. So that means what they have done until today was just preparation phase. Và mình nhớ luôn ha, những cái gì mà chúng ta đã làm được rất là khổng lồ đến ngày hôm nay nó cũng chỉ mới là ở trong cái bước là bước chuẩn bị thôi. For all these things which are coming now in addition.
và những cái gì mà ta đang chờ đón nó sẽ còn lớn hơn nữa sau khi bước chuẩn bị này hoàn thành. And of course, a lot of people are asking all the time what will happen with the Zenik coin, where the price will go. Rất nhiều người hỏi là giá Zenik sao, Bitcoin giờ giá tăng sao, vân vân. We will see. Để coi, rồi các anh chị sẽ thấy. So, when you have something in the center which is backed up by so many things. Khi mà chúng ta đang ở một cái lõi của những cái dự án, những cái điều mà nó đã được hỗ trợ từ rất nhiều những cái dự án khác, những cái nền tảng khác, những cái lớp vỏ khác. And also with something like tokenization, where so many money is involved. Và nói về cái mảng kinh doanh này thì đã có rất nhiều tiền đã được đổ ra vào mảng kinh doanh này. We will see. Chúng ta sẽ cùng xem. Because you know for sure in this crypto world. Bởi vì trong cái thế giới đồng tiền kỹ thuật số này đó. So when you look there, there are thousands over thousands and ten thousands coins and tokens on the market, whatever. Chúng ta thấy là có hàng chục nghìn rồi rất nhiều nghìn đồng tiền kỹ thuật số ở trên trôi nổi trên thị trường. I would say for my feeling, from all these coins and tokens which are there on the market, around 200 to 250 are really backed up with real projects and real use cases in the background. Và tôi nói chị luôn là trong số hàng chục nghìn những đồng tiền kỹ thuật số, chưa kể những cái đồng tiền ICO hay là chưa kể những đồng tiền chưa lên sàn, thì chỉ có khoảng chừng 250 đồng tiền kỹ thuật số là nó có cái dự án, nó có cái nền kinh tế, nó có một cái gì đó phía sau nó thôi. The most of the others basically are pure speculation. Hầu hết những cái đồng tiền còn lại là chỉ là cái lời hứa hay là cái sự tính toán thì hay là phiến diện thôi. But still when you look to those coins and tokens, sometimes which development they have made. Nhưng mình nhìn vào nó thì thấy rằng rất nhiều đồng tiền kỹ thuật số trong số đó đã có thể tạo được cái sự lợi nhuận lớn rồi. Backed up by nothing. It's spectacular. Nhưng mà nhớ điều này ha, một cái đồng tiền kỹ thuật số cho dù nó có tăng trưởng lớn cỡ nào chăng nữa mà nó không có cái nền tảng kinh tế vững mạnh thì nó cũng sẽ sớm lụi tàn thôi. So where something could go which is real and is backed up by something like tokenization. Chính vì vậy chúng ta có một cái đồng tiền kỹ thuật số nào đó nó thật sự và nó được chống lưng, nó được đứng phía sau là một cái dự án kinh tế rất lớn bởi việc là mã hóa tài sản toàn cầu. We'll see. Chúng ta sẽ cùng xem thôi. Yeah. And of course when we are talking about business. Và tất nhiên it's all the time when you're doing business. You have to see everything in a time frame for minimum 1 year, 3 years, 5 years. Và tất nhiên khi mình nói về kinh doanh thì mình phải chia cái tầm nhìn của mình ra từng cái phân khúc nhỏ. 1 năm, 3 năm, 5 năm. Because the things are needing time to develop themselves, to come forward. Bởi vì cái gì cũng vậy hết. Muốn nó lớn mạnh, nó cần phải có thời gian để phát triển. But when you see it on this time frame, nhưng mình thấy luôn ở trong cái khung thời gian này, so what could happen? Thì điều gì có thể xảy ra? We will see, but with all this what is happening in the background of everything that goes on, it looks not just good, it looks absolutely spectacular. Và nói luôn là dựa trên những cái khung thời gian mà chúng ta đã trải qua, dựa trên những cái gì mà chúng ta đã làm được, thì có thể nói rằng là cái dự án của chúng ta không thể nào dùng cái từ là tốt được, mà phải dùng cái từ là xuất sắc. And when I look back now, because we have started, so I have decided to work here and what, so why it's like that? Và nó nhìn lại thì nhìn vào những cái gì chúng ta đang làm, chỗ này làm, chỗ nọ làm, chỗ kia thì tại sao lại như vậy? So, it have to be something spectacular. Thì bởi vì nó phải làm như vậy để xứng đáng với cái chữ xuất sắc đó. To just have something good or something nice is not enough. Có những cái gì đó trông có vẻ được, có cái gì đó có thể sử dụng được, có thể xài được, có thể chiếu được, chưa đủ. What we have in our hand is so good that the most people understand at the first moment not even how good it really is. Và bởi vì cái chúng ta khi trình bày ra ngoài, khi chúng ta nói nó tốt, thì cái người họ nghe nó tốt, họ phải cảm nhận được nó tốt như thế nào. And now of course it's in our hands what we make out of it. Và chính vì vậy nó nằm ở trong tay chúng ta là người quyết định nó tốt như thế nào. We from our side, from the company side. Và phía chúng tôi là phía công ty.
I say we will do it. Chúng tôi sẽ nói rằng là chúng tôi sẽ làm được cái điều đó. We will do our very, very best, nothing less. Chúng tôi sẽ nhắm đến cái mức độ gọi là tốt nhất, gần như là hoàn hảo, chứ không bao giờ được thấp hơn. And from all these things, all these passes, how they are brought in place already. Và với tất cả những cái gì mà chúng ta đã làm được và nó đã nằm đúng cái vị trí của nó rồi. I think that we will have together a not just a good or great future. It will be, how to say, more than the most people could expect. Thì cái mà chúng ta sẽ gặt hái trong tương lai, nó không thể nào dùng một cái từ là cái tương lai tốt, một cái tương lai hay được, mà nó phải dùng một cái từ là một cái tương lai mà chưa có ai từng nghĩ là họ có thể mơ đến được. We just have to do what is to do. Những gì mình cần làm là mình cần làm những gì mình cần phải làm thôi. And the very important thing is, và cái điều quan trọng là also on the network sides, trong cái mảng về hệ thống đó các anh chị em. And for that I'm so thankful because Mark has said me before already how great leaders are here in this call. Và nói luôn, anh Mark cũng đã chia sẻ với tôi rất may mắn ngày hôm nay chúng ta có những người lãnh đạo rất là xuất sắc, rất là giỏi trong cái bài, trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay của chúng ta. We from our side also have to see our own responsibility. Bản thân chúng ta ai cũng vậy, chúng ta phải có trách nhiệm với bản thân của mình. So to really have a look outside, what the people are communicating, how they speak about it. Is this real? Is this based on facts? What they are communicating to others? This is very important. Cái cách thức mà người ta cảm nhận về nó, cái cách thức mà mình đi nói chuyện về nó, cái cách thức mà mình đi giao tiếp với người ta để người ta cảm thụ được, cảm nhận được cái dự án này nó tốt, nó hay, nó như thế nào, thì cách thức giao tiếp đó nó rất quan trọng. Because when this whole thing is explained correctly to someone, bởi vì khi mà tất cả những cái thứ này, những cái dự án này, những cái điều này mà ta đang làm được giải thích cho người khác một cách chính xác, I really have no idea why someone should say no. Thì tôi sẽ không bao giờ nghĩ rằng là ai có thể đủ can đảm mà từ chối. Just based on facts. Nếu chỉ dựa trên sự thật mà thôi. So, and this is what we have in our hands. Chính vì vậy, cơ hội này nằm trong tay tất cả chúng ta. So you have seen, of course, when I know it not correctly, in this global ranking of the countries, I think Vietnam was at the Sofia Summit on rank 5. Tôi biết là ở trong trong cái bảng xếp hạng về doanh số của chúng ta thì Việt Nam ta đứng hàng hạng 5 đúng không ạ? And of course you know yourself your own country best, so to what this your people would be able. Thì tôi biết rằng là người dân Việt Nam của chúng ta, của các bạn rất là có khả năng để làm công việc này thật tốt. So that means it was just the beginning, it was just the start, and now we really start to move on. Ở đây chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi và chúng ta chỉ mới khởi động thôi. Chúng ta còn sẽ còn tăng tốc nữa. So, this just as a short overview, I think that all these details and news I think you have got from Mark already. Và tôi nghĩ là cái phần này là cũng nói về tổng quan những gì tôi nói với các anh chị em, chúng ta đã nghe rất nhiều thông tin từ phía anh Mark rồi. So, I'm very happy that we have this one time chance from my point of view to make really something huge. Và tôi cũng rất là hạnh phúc khi được nói chuyện với các chị ngày hôm nay và cũng mong rằng những gì tôi chia sẻ với chị ngày hôm nay có thể tạo được một cái tác động lớn. And I'm also very happy which people are involved. Và tôi biết điều rằng là tất cả chúng ta sẽ tìm kiếm thêm nhiều người nữa để họ cùng hiểu, cùng biết và cùng tham gia. Also from the network sides. Super strong, experienced people with a high knowledge. They know exactly how it's to do correctly. Và đã có rất nhiều những người lãnh đạo, đặc biệt là ở phía làm về hệ thống, những người đã biết cách thức làm hệ thống như thế nào, họ cũng đã lựa chọn chúng ta. Và đó là những người họ biết phát triển hệ thống như thế nào là hiệu quả. Okay, so this was just an overview from my side. Okay, cảm ơn anh chị rất nhiều. Cảm ơn anh chị rất nhiều về đó là phần chia sẻ tổng quan của tôi. Great, yeah. Then I hope we see us soon again in a Zoom call, and even better would be in Vietnam. Và cũng sẽ rất mong sẽ được gặp các anh chị trong buổi Zoom call khác, một buổi nói chuyện call khác, hoặc là tốt hơn là sẽ gặp trực tiếp tại Việt Nam. Yeah.
I never was there. I think I was basically in nearly every country in Asia, but never in Vietnam. So tôi đi rất là nhiều quốc gia châu Á nhưng mà cũng chưa khi nào đến Việt Nam, thì rất mong gặp anh chị trực tiếp tại Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng nhau hẹn nhau một meeting khác.